Hello Nam, thì mình làm cái video này nói về cái cách bấm chân gà con, con gà con nè, rồi cái bản sơ đồ. Trước khi nói là hôm nay mấy ngày trời nóng quá thì mình dời gà con vô nuôi trong cái phòng máy lạnh luôn, bỏ vô phòng máy lạnh nuôi hết mấy gà con, máy ấp rồi đem vô đây hết để bảo đảm cái nhiệt độ. Thì này cái hình gà con, cái kìm bấm hình gà con, tại sao mà bấm cái da chân nó là để gì? Để đây đây đi cho nó dễ. Bấm cái da chân nó là để cho mình cái tiện cái việc mà rút dây, xài dây rút đồ thì nó cũng hơi phiền, là tại vì nhiều khi nó xúc dây rồi mình bị mất dấu, rồi mình không biết gà con nó xuất phát từ ở đâu. Thì đây là cái bảng bấm, thì cái chân này là cái chân trái, cái chân bên đây là chân phải, chân trái chân phải. Thì mình bấm cái dấu ngay chỗ này thì giống như là con gà, thì mình bấm cái dấu nè, ví dụ con gà chân đây, nếu mình bấm cái dấu chân da ngay chỗ này á thì là một cách bấm. Thì nói chung là một cái là hai cái đều khác nhau, và thêm hai cái da mũi nữa. Cái da mũi là nằm ngay chỗ này, anh em có thể cắt cái da mũi con gà ngay chỗ này, là có miếng da, nó có cái miếng da, nó có miếng da nhỏ nhỏ để gắn quay quay sau cho nó gọn nè, quay sau cho nó có vô, nó không chịu quay, nó không chịu zoom vô. Đó, nói chung cắt cái da mũi bên đây một cái, cộng thêm 16 cái này là 48 cách khác nhau. Thì anh em cứ dùng cái đồ bấm cái này để giống vậy, anh em thọc vô bấm một cái ngay cái da của cái chân của nó là xong đó. Thì cái đồ bấm vậy anh em cứ để vô bấm cái lỗ, thì cái da đó nó sẽ vĩnh viễn, nó sẽ có cái dấu chân giống vậy. Khi mà con gà nó lớn lên thì anh em cứ dở coi cái chân của con gà xong, thì ví dụ mà anh em điền vô ở cái này là con gà gì điền vô chỗ này thì anh em sẽ còn nhớ lại không. Rồi thêm hai cái da mũi nữa là anh em được 48 cách khác nhau, thì mình có thể ngăn được 48 dòng. Thì để mình để cái máy quay thử cho anh em coi à, giống vậy. Thì anh em ví dụ để cái chân vô thì cái da mình để vô cái gì không, anh em thấy để vô là vừa vừa ngắm luôn, không mình cái giò nó ra như vậy. Anh em để vô vừa ngắm, anh em chỉ để về bấm cái bụp là nó đứt cái lỗ à đó. Hiện gà con là bấm vừa nở ra là bấm liền được rồi, không có cần phải xức thuốc sát trùng hay gì hết á, bấm xong nó lành lại rồi, nó không có đau đớn gì đâu, đừng có sợ, không có chảy máu gì nhiều đâu, nó ra chút xíu rồi. Ví dụ nó có ra máu thì ra cũng chút xíu thôi chứ không có nhiều. Nói chung thì mình làm cái này khỏi mất công để thay dây hay là lộn, vừa gà từ cái máy ấp lấy ra thì mình bấm liền, vừa từ máy ấp ra là bấm liền cho nó khỏi mất công bị lộn. Thì trứng thì mình đã đánh dấu là trứng con gì rồi, thì nếu mà đánh dấu trứng á, anh em có làm dấu trứng á thì cũng làm dấu giống vậy. Đây em chỉ cho, ví dụ mà làm dấu trứng á, không đánh dấu trên cái đầu trứng như nè, mình đánh dấu kiểu này á, thì nó khi con gà nó khựi mỏ thì nó khựi xung quanh đây, thì nó không có bị mất cái dấu của mình biết cái dòng gà nào con gà nào đó. Mình đánh dấu trứng đánh giống vậy, thấy không? Đó, nói chung thì nó cũng không có khó, anh em chỉ chủ yếu là để mình đánh dấu thôi. Còn mà mình đánh mà không mình đánh vô giống vậy là cái con gà gì dòng gì của mình biết rồi, hay là giống vậy thì tùy theo không. Giống như là BJ là bông đổ với cháp đó, đổ với gà cháp mình đánh giống vậy đó. Thêm trứng BJ nữa, đồ ông chát. Thì nói chung mình ăn thua cách đánh dấu của mình sao đừng cho nó mất. Còn cái để số 1 thì cái chuồng số 1 của mình là chuồng gà bông, thì là số 1 là gà bông gặt, trứng của gà bông gặt của mình, nó mới gặt thức heo của mình nó như vậy. Thì nói chung là cái cách đảo trứng. Còn cái máy ấp này á, là cái máy ấp này là của Đại học 55, khúc đầu xài rất là tốt, một khúc sau này nó dễ
nó bị nhiều cái vấn đề quá, mà mình mua cái máy của người ta tự nhà đóng chế ra bán thì giá thành nó cũng không rẻ, nó cũng rẻ chứ nó không có mắc, mà thấy xài thì nó cũng chất lượng. Thì đó, quay cho anh em coi, tại cũng hơi dơ trong đây. Thì cái chuồng này là chuồng bơi, rồi mấy cái hộp này là mấy cái hộp sạc pin gà của mình, cho mình vô chế độ đá 3 ngày cho nó vô đây ở. Thì chuồng bay mini của mình để dành nuôi mấy con gà mới nhập về nó trong phòng máy lạnh đồ. Thì mình thí dụ gà về nhiều thì mình vô chuồng bơi nè, rồi chuồng bay, tổng cộng mình được 6 cái chuồng bơi, 6 cái chuồng bay, là mình nuôi được 12 con. Với lại ở đây được 9 con, đó là 21 con. Trong cái thời gian mình xả không khí nó để cho nó đừng có bệnh. Còn gà con thì giờ tại trời nóng quá, mình đem gà con vô đây mình nuôi hết. Thì đó mình nuôi mấy gà con trong đây. Không, nuôi mấy bầy gà con trong đây mà. Nó không có bị nóng, nó không bị bệnh. Để nó ổn định được. Thì chỉ quay giống vậy cho anh em coi thôi, mấy này mấy gà tơ của mình đang nuôi, gà cháp, cháp của mình đây thì con nữa nè, đó mấy con cháp của mình, đó chỉ quay cho anh em coi thôi, khoe vậy thôi. Ok anh em.